biết ngày luôn. Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay mấy anh chị em làng bè các bạn thì cũng có gần tới Tết rồi nè. Bữa nay thì tổ chức tất niên. Bữa nay thì làm đùng đùng luôn á, nói chung là chơi tới nái luôn. Quất heo quay luôn. Dữ dằn không bằng dữ dịch không? Đó, heo quay chà bá đâu khoảng 200 kg gì đó. Trời nghe nói trong siêu mẫu ăn rụng răng luôn kìa, thấy không? Ừ. Nói chung là con heo quay này là của cậu Năm, ổng nuôi là khoảng mấy năm mấy tháng gì các bạn. Thì đem đi quay, quay xong thì mấy bà cũng mới chặt xong nè. Mà chuẩn bị ướp. Nói chung là heo quay nấu chao hay gì? Heo quay nấu chao. Thấy mấy bà thấy tàu chao, thấy heo quay mới chặt ra là biết là nấu chao rồi đó. Heo này nó cũng đâu khoảng mấy chục ký bạn, của cậu Năm ổng nuôi cũng mấy tháng trời rồi. Rồi ổng chia lại để quay vậy đó. Còn bên đây bữa nay cũng đầy đủ nhân vật lắm nha, như bà Sáu Hạnh Phúc nè, bà Cúc Cán nè, gương mặt Thứ Dữ nè, Đô Cứng Khừ, rồi thêm mẹ cô dâu ăn sao nữa, tùm lum tùm lá đó, đông đủ lắm. Nói gì nói liếc hoài xíu máu mà lấy dao gây dao mã tấu muốn chém tôi chém đi với liếc hoài. Tỏ vô hả? Rồi còn gì nữa không? Hành băm vô. Bên kia thì bà Sáu Hạnh Phúc đang là lọc phải cao. Phải công nhận bà Sáu Hạnh Phúc ra mà bè trồng trong ở trong nhà là ông Sáu tung hoành ngang dọc luôn. Ông mở nhạc là nguyên cái xã Hiệp nghe hết luôn. Ừ, đúng đúng đúng. Ủa tôi nói ủa sao bữa nay bà Sáu ở trong nhà nào giờ bà nhỏ nhạc lớn bà chịu không nổi sao đâu. Sao bữa nay mở thứ thằng không? Vô. Đi ăn chợ thằng. Thấy ơi vậy ông giỏi lắm như bạn, con chạy ngang thấy ông vừa mới nhạc nhưng mà ông trèo lên gì nóc nhà, ông lắp ghế, ông quét, ông lau chùi chuẩn bị ăn Tết á. Mẹ tôi mà nghe hỏi tôi đi. Ở cao kê hỏi tôi đi. Vậy nó tối đằng quen luôn chơi lại. Mở ra mở lớn rồi ầm 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 nó nói mẹ biết. Nó quạt biết cái gì vậy? Không, tôi nhận định không có đảm mở cho thiệt. Vậy bữa nay là ông nói thôi bà đi tới chiều được về cũng được nữa mà sao ơi. Rồi à, ông đâu ông vô cá vô bà. Thằng ơn qua nay ta nó chở heo đi quay, người ta chở heo gì. Ủa bà ba xinh đẹp đi đâu bà ba xinh đẹp? Là cái xe của bà để ngoài đường hẹn hò chúng với lấy xe bà dục xong cho biết. Bà để ngay chân cái cầu đường đi á, bà lấy Tết nhất bà gì nào chặn cá giao cho mối gì bạn. Tết nhất người ta đặt mua dữ lắm. Là đưa siêu mẫu này bà làm chắc nghiện hồi con heo còn lại nửa con của bà quá. Bà vừa làm bà ngậm quá. Mày làm mày không ăn làm gì có sức mày làm. Đúng rồi. Ủa, thường nghe ta nói là làm gì ăn đó. Ta không. Làm hàm nha mày. Mà nó nói chứ ăn Dũng nó ngon hơn ăn thiệt. Thiệt. Bất cứ cái gì. Ừ. Dũng bên tối mặn thì ăn mấy thì mặn cái đốc ăn đọt cái đốc. Vừa làm vậy mà ăn ngon. Ăn hết đầu đi. Hết rồi. Heo quay thì ở miền Tây mình thường nổi tiếng là nấu chao. Lấy ra còn một bữa nhiều, cái bữa nhiều. Mình nấu chao thì không thể nào thiếu khoai cao. Cao nãy giờ cũng mới nấu xong mà bây giờ bà Sáu Hạnh Phúc với bà ba cũng cán lột nhỏ nè. Để ngoài nha. Để ngoài họ dính dưới không bà ba? Không, khu queo này có gì đâu. Còn vô đây coi mấy bà cũng đang cặm cụi gì sao sùm sà beng nữa nè. Đó, mẹ cô dâu mới đi ra liếc liếc rồi ego rồi hết chưa? Hết chưa? Ừ. Rồi cái gì nữa vậy? Rồi tôm càng xanh á hả? Có người xanh làm gì lột cái gì? Nướng. Rồi nướng luôn. Bà tư xinh đẹp. Ủa còn người này thấy hơi lạ lạ đó. Thấy bộ. Nhưng mà ở chỗ nào? Vậy hả? Ở thành phố bây giờ mày ơi bây giờ. Phải không? Thành phố thất nghiệp rồi về đây mà cá mày khô. Hàng gì nào vẫn ít thấy. Rồi sao thấy được? Thành phố mà. Phải ở đây. Thành phố bọc bọc quá vậy.
ông nào có bọc móc đã thì tôi đi về đi làm mà tôi đi bọc sạc ông nào đi đừng nó quay phim. Ủa rồi con gác chân rồi đâu à không thấy chưa hả? Chậm lái thấy bữa nào mà vú chở tôi đi đâu nữa. Nó lại chứ Mão. Mẹ ở đâu? Mẹ bên bè bên á. Hồi xưa hai thằng chơi đồ ăn giữ con. Giữ con chuột hả? Hai đứa chơi đã tối vô mùng ngủ chung luôn, ông chín rồi chín gình hoài luôn. Hai đứa làm sao? Sẻ mà vậy hết trời. Sẻ sao? Trời ơi trời, con khô cái lóc củ sủi mít xi nương mình phơi kìa. Đẹp không? Người ta phơi dĩ là giờ xưa rồi. Quay hàng gạo cái gì mới sốc. Kéo hầm cá lóc vừa rồi đó bạn đó, để dành đó sẽ khô mấy anh em làng bè nè, sẽ khô từ lưa hột dưa dân quá trời quá đất luôn. Còn nhân vật chính cái chủ thứ dữ đây ngồi đây laptop quẹt quẹt nè ha. Vậy tính trốn ra đây à. Cái làm gì làm cho bạn thấy chứ cũ cái sủ nói về làm mày thiết kế mà cái đồ mà phụ kiện mà để nhậu là thôi bảo đảm chắc nịch chuyện nhỏ con thỏ phá hoại xong rồi sửa. Cái chậu này không biết nướng bao nhiêu cá lóc rồi đó vậy rồi, rồi mình có quay clip mà mình với cũ cái sủ với lên chôm chĩa cái chậu trên nhà túp liều siêu mẫu đó bạn đó tính ra nướng cá lóc cũng rất là nhiều con rồi đó ở đó đó không mà nướng cái chậu này ngon nướng sao mà nó bị bể nha. Nóng quá. Vậy bữa lấy ấy cái chậu đó mà củ sủ tuyên bố nó cái chậu này nó dày cứng không bể. Thấy cho nó nóng lên bể. Mấy cái lò nướng bạn nhưng mà chịu không thủng với nó. Nướng thời gian nó bung hết trơn. Nó gách nó bể nó nứt từ lưa hết trơn. Mấy cái lò nướng bằng nhôm đó. Chịu không thủng. Gần Tết tôi thấy cũng xe ghe cộ cũng ít ta. Cũng ít mà tới mùng 1 là mùng 1 Tết là xong tiền nữa bạn nhìn xà lan không thấy chiếc nào hết trơn. Muốn qua mùng 2, mùng 3 rồi mới có chạy còn mùng 1 thường không thấy chiếc nào hết trơn. Họ nghỉ Tết như thế nào rồi họ cúng ghe này nọ. Họ rửa sạch sẽ này nọ kiểu đó. Bây giờ hình như là cái ngày đó mình thấy không ở đây. Ở ngoài đây là không có ghe cộ chạy. Bắt đầu bước qua mùng 2 độ mới có tàu container đồ này nhỏ chạy. Còn ở trên kia là mấy cái tàu du lịch đó. Dạo này chuẩn bị ra tới Tết nè, bởi vì khách du lịch đông lắm. Hai chiếc lượt luôn. Chiếc trong, chiếc ngoài. Càng cô đó làm gì mới xiên nước nương? Hả? Thịt bò hả? Trời ơi trời, bữa năm nay ngư dân sông Tiền mình ăn Tết đi, tao nói lớn đùng đùng còn hơn bom nguyên tử luôn bạn. Nào là heo quay, quay nguyên con heo quay khoảng 200kg nè. Thêm tôm càng xanh không, càng nào càng nấy đâu bằng cỡ như càng tôm hùm Alaska vậy đó. Ê, bật mí cho nghe tôm hùm trong bờ đó. Hả? Hiểu không? Tôm này hả? Ừ. Trong bờ hả? Ừ. Nó liền luôn mình nữa hả? Ừ. Thánh thằng thiên đụng trời. Ở mình nó liền luôn mình mà bắt tao bự cái này hả bà? Ừ. Không, đã dí vậy đâu, không tội nó bắt mà. Là mấy ký luôn á, người nào cũng lấy 5-6 ký. Thì chứ bảo, nhìn. Thôi tôi nhìn con tôm, tôi nhìn con tôm tôi biết à. Trời ơi, cái này thiệt luôn hả mà được. Chứ hồi tôm đâu mà giữ thằng ôn trời. Nó nói nó thuốc đâu mà giữ vậy. Lâu rồi tính ra khoảng tháng mấy nó đâu có thuốc lại. Thì nó hồi hôm nó liền đó. Ôi trời ơi, nhà này vớt gần 20 ký. Lúc này nó ra. Thấy nhiều quá. Má tao khoan một cái ly vô mặt mày bây giờ. 20 ký. Biết chứ bố. Thiệt đó. Cái này mà mình thằng hùng không mà nó đụng nhiêu đó. Thằng thằng thiên đụng bố tôm lẽ lên kia không sao sao. Thằng Út là cũng yếu khoảng 5 kg đó. Trời sao tôm giữ thằng ôn bạn. Chứ hồi lúc trước thì đồng ý họ liền nhưng mà lụm khoảng 2-3 ký à. Mẹ tôi mới lụm mốt là không cần cái ký luôn. Trời ơi. Nó thuốc tôm mà chỗ này nè, chỗ bên trong nè. Mà hồi lúc trước thì thường mấy anh em lụm ở đây khoảng 2 kg, 3 kg, 4 kg là cùng à. Tính hết luôn á. Mình lần này không mà tôm đâu mà tập trung lại lâu quá, không thuốc sao tập trung giữ thằng ôn tới tính 20 kg tôm giữ vậy. Đúng rồi, giữ dần không bằng giữ dịch thì chứ. Mày bà Tư không có đi lụm không? Không mà để mình nói lại là đụ mẹ không thằng nào điện tao hả? Ừ. Trời ơi trời ơi luôn. Thánh thằng thiên đụng ơi.
thấy thuốc tôm không điện tao ra lụm hả? Không dám điện tao về nè, bắt cái lẩu chân. Không dặn tôi nha, nói thiệt bà, ngày qua cái vợ tôi mà bị cái chỉ tôi không dám lọ nước ha. Wow, mày không có cái gì là tôi lượm là 6 kg tôm luôn. Mày điện tao, mày chạy vô tao kêu là ba, tao ra bơi xuồng. Tao không có lội dưới nước được, tao chỉ ngồi trên xuồng, tao không dám dồi, không dám lội nước. Ở đây mình nuôi cá bè cái này, bạn hỏi thuốc tôm á cũng hại cá lắm. Tuy rằng nó không phải là dạng thuốc cá, nhưng mà cái là con cá nó sẽ bị dạng mấy ngày trời nó không ăn các bạn. Còn nếu mà nó bị nặng quá là nó ngủm. Nó không phải giọng giống như kiểu thuốc cá, chứ nếu mà thuốc cá là cái làng bè này coi như là cá ngủm hết. Nó thuốc tôm thấy nó độc lắm. Làm nổ mắt con tôm á, rồi nó bò nó trườn lên bờ á. Còn cá thì cũng bị ảnh hưởng, nó gặn hết trơn nha. Nó nhịn ăn rồi nó ngủm cũng lay gai, nói chung là số lượng không nhiều. Hay là nó mới đưa thuốc vừa tới không? Cá bè đúng quá. Còn hơn một pháo mà nổ nữa. Nó gầu chết mẹ rồi, ơi, tóc vợ chồng ngồi vậy thì ông Lộc, thằng Lộc cũng vừa chết đèn đi ra. Tao dòm tao bơi xuồng vô mé một cái á mà nhìn nguyên vàng đèn xe đét sao là vậy đó. Đỏ hết trơn, mắt nó nổi lên á. Trời ơi, thấy ham ha. Nguyên nhận, nói cái dạng đèn xe đét sao là trong mé y chắc vậy đó. Mắt nguyên mắt tôm á, ban đêm gọi nó đầu nó đỏ. Không mà kỷ lục thì trời nào giờ đâu nghĩ nó thuốc tôm lượm tôm nhiều dữ vậy. Không lẽ nó chơi thuốc nặng ra. Thuốc nặng á, nó mới tôm dữ gì chứ. Bởi vì bạn nghĩ ở đây là sao câu tôm. Lâu lâu cái nó thuốc kiểu đó còn nào tôm. Lâu lâu nó đại cái gom lại cái vừa định câu nó cũng là nó quăng lỗ mìn nè. Cái đó gọi là cái ham trước mắt và cái là cái hại sau này. Ba cái thuốc tôm. Ông cao lão bên đầu mỏ. Còn tao là chỗ là bằng tới cái chỗ cây cầu. Còn hùng cây cầu tới kia từ khúc này khúc mía là nắng hồng dưới năm trường để ở bên vàng bè. Cái thằng thuốc tôm nó có ở đó luôn hả? Nó tôm như thế này. Nó thấy đồng quá nó nắm vô lại đây hả? Ông hồng dưới năm trường là bên vàng bè này. Đặng khúc hết trơn ông tôi nó lượm mà. Còn vàng bè bên đó thì hai anh em lọc. Giờ chứ không dám la nó nữa. Sao dám la, nhiều khi nó nói chứ mình ngay có nuôi cá bè mà nhiều khi la họ đó rồi. Nói chung sợ sở thù đó thì cái ngày nuôi cá bè chỉ cần họ liền cái ít thuốc vô cái cá ngủm hết rồi sao. Hay là gạch lưới này nọ các kiểu. Chú cũng khổ là vậy không? Mình cũng không dám hó hé với họ. Tại vì mấy cái chỗ kia nước nó không có lộn. Cái chỗ này nó thì chú là nước chú đổ đây phải không? Nó lộn nó bọc chồng rồi đó nó lạng vô hoài thuốc nó quặn trong đây không đi ra. Nó thiệt. Mà khổ này đúng là thuốc tôm nó khổ vậy các bạn, chỗ này cái quặng sấy tức là nước cứ quặng vòng tròn đây nè. Bởi vì mình dục thuốc đúng không là thuốc nó tập trung lại cho nó quặng nó không trôi đi, nhưng mấy chỗ khác thì nó trôi một vòng á, mình dục đây thì nó trôi xuống tới kia luôn. Còn đây nó thuốc là nước cứ quặng quỷ ơi, quay phim lấy cái bóng này nó vậy đó bạn. Nó vậy giải thích kỹ càng cho cái mà giải thích cho ông nội. Năn nỉ nó, tôi biết nó rồi, bắt ông vừa năn nỉ xong nói xong không bắt đầu nó bỏ cái giờ xuống đứng lên trên xuồng đúng má vậy ba muốn gì đúng má vậy tôi chấp nhận tôi luôn tốn 10 triệu đó còn bà tốn bạc tỷ mà chịu cái nào đúng má bà vậy tôi đứng đây tôi thách bà đi kêu công an đây tôi thách bà tôi mời bà đi kêu công an luôn nói trời cái tôi nói chú nói chuyện đàng hoàng tôi nói chú nói chuyện chú đàng hoàng chú làm chú chuyên thề chứ vậy cái một hồi nó chuyên thề đã một hồi cái đấy bà thấy tôi thuốc không mà nó tôi thuốc tôi đi thiệt là tôi gặp chứ. Ôi trời, đây trong này có mình mày mà trời ơi tôi đứng đây nó sững nó làm. Bữa đó ông cổ ông nói kêu nắm đầu nó lại rồi đóng đầu chữ. Tôi có thời gian nha, ai mà chứ gạ điện tôi tự nhiên mình đâu biết đâu, mới điện mới alo cái trò nó chữ tôi không bắt đầu lên được, chữ tôi xong rồi thua rồi nó tắt luôn. Tôi không nói được câu là cái đó là bên cái gì biết không? Anh gì? Bắt người nhìn đỡ rồi thổi vậy giờ đã. Giống như có sợ rồi. Trời không chịu bơm vô cái phi. Dòng 100 kg nó có 100 kg nó có nhiêu trăm ngàn. Trời ơi, trăm ngàn con ta hết 4 kg được bình rồi bà. Bốn ký thì chúng ta là trăm ngàn bốn ký luôn, trong khi còn đậu cái cú lợn như vậy. Nói chung đời ai cũng vậy chứ. Tiếp đi bà, tiếp. 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 Ta nói cuộc đời ai cũng vậy chứ, cái nào cũng có cái lợi chứ mà không tôi nói thiệt với bà thấy là một hơn mà bao nhiêu tôi cũng không có không làm. Tôi nói cái tình cái nghĩa. Tôi nói thiệt. Cái gì cái tình cái nghĩa? Tại vì chê người ta nhận cái mấy cái người ta nói là không phải người ta chê. Nói hơi ấy mà kêu cậu ta kêu người ta bớt coi được không? Nói vậy thôi. Rồi cái thằng Tăng nó nói vậy không Út? Vậy hả? Hôm thuốc tôm cá mắm gì không ơi? Hôm thuốc tôm gọi về em ơi, để vài bữa nó câu. Chứ thuốc tôm kia đó cá tôm nào dám ở đó.
múc ngạ sát trên đây bạn, bờ đi lên nói xíu, lâu lâu cũng rảnh nó cũng xuống câu tôm câu cá hoài. Rồi tới 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 luôn tới luôn tới luôn tới. Trời ơi trời, mà có con gái cưng của bà kìa, nói tôi là dinh phụ mà con nó ngồi đứng nó chụp hình kìa, tôi dinh phụ đó, thứ gì chịu nổi không, thấy tưởng đâu nặng quá ghê, tính ra dinh phụ mà nó đứng còn đứng chỗ đó nó chụp hình đó. Đó đứa đầu là Hằng bạn ơi, em gái kế củ sủ đó, thứ ba đó, còn sau là Ngăn em gái Út, còn phía sau nữa là cá hô Cần Thơ của siêu mẫu đó, thằng Bảo á. Ôi nào là bánh bò nè, ổi nè, mặn nè, hôm nay ăn tất niên đùng đùng luôn, giá cá nó rất thê thảm, ăn tất niên đùng đùng luôn, thấy ấn lạnh chưa. Còn Chí nó không lên ngàn, ủa chưa về nữa hả? Hôm nay cũng bắt cá bè của chú Năm nè, chị Thung nè, bạn bên đó đó, rồi mình giao cho xe đông lạnh đó trên bến phà Sa Đéc á, lúc trước mình cũng có quay một cái clip mà mấy anh em mình xuất cá xong giao cá trên xe đông lạnh trên đó đó, mà bắt lần cũng ít nè chứ không nhiều. Đại ca nhà chỉ quy món chứ, nói chung mình đây mình căng ca xong lên kia với ginh thôi. Được trời ơi trời, ta đứng quay phim quay phim chứ ta cũng kéo xuồng làm việc đầu đàng hoàng chứ giỡn hả? Cái này được, cái này được. Được không báo. Cái gì bạn nghe gẹt gẹt cái trời. Thấy nó bọc nhiều lắm đó. Lu 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 lên lên. Lu bữa nay có ăn tách tiên nữa nha. Vua nhồi của nhồi. Chắc bữa nay thì với bè ăn cũng không hết đâu bạn ơi, chắc không phải ở bàn ở phía trước, bàn ở phía sau này nè, chứ đông quá đâu chứa hết được, lại do bè mình nó nói với cái không gian ở cũng đâu có rộng. Bữa nay thì tất niên là chủ yếu là của Huệ nè, con bà Đương đẹp mấy bè cá nuôi nè bạn, với củ sủ rồi nè, cũng bắt cá bán rồi đó, nên nói chung là bữa nay là tất niên, là tất niên của Huệ, con bà Tư xinh đẹp chứ cũng có sủ tổ chức, còn mình chắc cũng mai mốt gì đó mới tổ chức trong nhà bà ngoại. Bữa nay thì chủ yếu là mấy cái mối mà dạng mấy anh em đây, rồi xong mấy cái mối mà tôi thu mua cá rồi nè bạn, rồi mấy cái ghe mà chở cá đưa hồng này nọ, nói chung là liên quan tới cái nghề nuôi cá bè. Còn mấy ngày nữa thì chắc mai mốt gì á bắt đầu mới tới mình tổ chức, cũng mấy anh em giúp mình trong mấy anh em phụ mình quay clip này nọ nè, thì mình sẽ tổ chức trong nhà bà ngoại. Tao nghe quảng cáo là lương rộng mấy tấn mà cuối cùng còn lại mấy con nữa hả? Bây giờ điện ông Dũng giùm tôi. Lấy cái bình thủy chế dùm miếng nước luôn đi vô. Lương ôm lá cách nè. Thử. Bữa nay toàn màu bén không ta? Bén như cái lự làm vậy đó. Ừ, sao bữa nay tích nha, tích bữa nay tích niên mà sao chữ thầy hơi nhiều ta? Hết bà Tư xinh đẹp về tới siêu mẫu. Cá lỗ quá tức chủ đề được không? Để bình thủy vô đây, trời em làm hoài nữa nè. Nghe giang hồ đồn là củ có sủ mua chục ký lương hả? Mà rộng còn lại có mấy con lương hả? Gì? Lương nè. Mua 4 ký rồi thả hết rồi. Rồi lương khác hả? Không thành hết 3 ký rồi. Thánh thần thiên đụng ơi, rộng lương hay thiệt chứ. Chào. Làm cho học sinh là làm rồi phải chỉ cái đường dạo hoài nó gì, nó lớn lên nghe xem mẫu. Bà nói nhỏ nhỏ là chỉ có chuyện gì đó không có tốt lành mới nhỏ nhỏ thôi bạn, mình sống nào vợ mà đây mình biết mấy bà này à, nói chuyện tốt là nó hùng đùng đùng lên đó, còn nói nhỏ xíu xíu là nghi lắm. Hả? Không, ủa anh nói xấu là nói lớn luôn chứ không như mấy bà này nói xấu là nói xíu à. Vậy thì cũng về luôn bạn ơi, ăn Tết rồi, nghỉ Tết.
Còn thằng cũ con với con của Huệ á, hai đại ca còn ở ngoài nhà sư mẫu ngoài á, thấy đánh cầu đánh kiếp gì ban đêm mà cũng đánh cầu nữa. Thứ gì chịu nổi hai đại ca. Qua nay không biết coi cái tủ lạnh nước ngọt còn không với hai đại ca không biết nữa. Chắc hết rồi quá. Chả thằng Huệ nó cấm không cho uống nước ngọt về đây, thoải mái tung hoành ngang dọc không. Đúng không chuột? Chuột ơi chuột à. Chút a à, chút ơi hồ ô cười kiểu này kêu củ sủ hôm nay không làm ăn phát tài sao được kìa kìa. Vừa tính bạn hỏi chọc chọc cái cười chọc chọc là cười à cười cái đó thấy chưa đó chưa chọc cái cười chọc là cười à. Bữa nay mấy đại ca cũng còn đang gánh cá chả nó chắc xíu nó mới về tới. Trời ơi, củ sủ từ lúc có chuột giỏi lắm bạn, nhà cửa là kỳ rửa quét dọn sạch sẽ luôn á. Người đàn ông mẫu mực đó chứ không phải dẫn chơi đâu. Nói chung là vậy phải không? Nói chung là vậy đi. Rồi. Trời ơi chào Tết nhất tiền thấy ấn lạnh chưa? Mới đầu thì mà Hải mình cũng có nói bạn là bữa nay chủ yếu là Huệ với củ sủ, nhưng mà mấy anh em cũng bạn nhau rồi bạn ơi, tính đệ mai mốt vô nhà bà ngoại nữa. Làm thêm cái tiệc kết niên của mình trong đó, nhưng mà cũng mấy anh em cũng bạn nhau rồi, thôi cũng Tết nè ai cũng bận biểu tùm lum hết trơn á, nên bữa nay là gom lại là một tiệc luôn hả. Mới đầu tính vô nhà ngoại. Đó là mùng đó. Vậy đi vậy chốt lại bữa nay mấy anh em mình làm tích điện ngoài đây một lần thôi, gom lại làm một lần một bạn ơi, chứ chứ công vô mấy công gần Tết rồi. Gần Tết không ở không á, bận biểu lum. Mới đầu thì mình định chắc mai hay mốt gì đó tổ chức cho bà ngoại nữa. Ở giờ bà giờ thông báo với bà là bể kế hoạch này nha, là không có tầm tất nhiên trong nhà bà ngoại nữa, là gom lại một bữa tiệc bữa nay thôi. Tại vì củ sủ với Huệ nó bữa bận quá trời lum la mất công lắm. Thì làm bữa nay thôi. Trời ơi trời Tết nhất tôi ăn nhiều gì tiệc không chịu trời. Nó cũng thương lượng rồi bà, thương heo quay đó bà. Thương lượng rồi. Vàng bà thì bây giờ xuống chợ tới phố hội chạy con chạy xuống dưới luôn mua rồi về một gỗ luôn. Vậy qua Tết ăn hả? Qua Tết ăn Tết niên đâu còn ý nghĩa nữa bà, mới gần Tết chứ. Ăn đầu năm. Đầu năm. Mình đó cần thủ câu cá bạn, gần Tết không lo gì nhà chuẩn bị ăn Tết đi, còn hoàn toàn đúng là đam mê nghề nghiệp thực chất. Giờ này còn chạy vòng vòng mấy làng bè đi câu cá. Rồi cái máy nghe nhỏ dữ ha. Còn xa xa một kia là vợ chú Trung đó, cũng cắt dây lục bình đó, để mình dọn lại bạn coi nè. Ở mà đây lục bình nó cắt nó mau vô ký, tại cộng lục bình nó bự lắm, nó bự gấp đôi gấp ba lần ở trong mình á. Bởi vì cắt mấy cộng lục bình ngoài đây nó nói với mình chịu khó mình cắt này mình bán kiếm tiền chợ búa cũng ngon lành lắm. Bây giờ bắt đầu sư mẫu ra tay nấu món heo quay nấu chao thôi. Đây mấy cái bánh bò nè, con hàng cũng mới ginh ra tới nè. Bánh bò này mua hay là bà Tư làm hay như bà làm? Ồ, bà cốt kén nó làm bạn ơi. Giá hồi nãy mình nói là bà phải bà ba làm nó đó, bà Bình Hương nó trả lời là nó đó. Trời ơi,
Đừng cho dầu vô. Cho hành củ hành với tỏi vô phi. Cây đủ không? Hay là hai cây? Cây cây cái giá nữa rồi. Nghiệp tôi đi làm bánh bò bán. Bánh bò này hình như rồi như ba ba làm hình như cũng trong nhà gì con cũng căng không phải. Bài tháng phải không? Bài tháng chột phải không? Cũng căng chứ bài tháng không có làm. Như ăn sinh nhật tiên. Ừ. Ở đây thấy cũng có nhiều người đổ bánh bò lắm nha bạn, như bà Tư xinh đẹp cũng đổ được đó đó. Rồi bà làm gì đấy, mới xin tập thể dục gì sư mẫu? Nó làng bè này ai cũng cao, trang bị thiết kế cái bếp nó cao dữ thằng ôm vậy đó. Vô cho vô luôn, nhó lên cái coi. À. Ha, bông bông sen. Bữa nay mặc đồ đẹp chưa nghe, bữa nay mẹ ngăn xuống nữa kìa, ra hung mẹ ngăn chưa? Thử chưa? Thử chưa? Rồi bữa nay mẹ ngăn ra mua đồ xuống luôn. Bà Tư chưa có đem vô. Không có thử coi bệnh vừa không đi đậu. Vậy sao? Vừa không của mẹ đó mà. Không, mua đồ. Bà Tư chưa. Bà sóc lên thử sư mẫu. Thử gửi đó thử coi. Cái này bây giờ mình nói mình mần rồi xong phải không? Ăn tiệc phải không? Đằng bạn trước đằng ông chiều nhậu. Tao nấu xong rồi nó cao cao được tấp nữa này kìa. Coi giờ như mẫu. Hả? Người phụ nữ quyền lực ra tới hả? Chị ơi, mấy ngày mà lễ lớn tiệc lớn thì sao làm thiếu vắng người phụ nữ quyền lực được. Người phụ nữ quyền lực ra tới luôn. Mặt mày sáng hay không là mày sáng không có đeo vàng nó cũng sáng. Trời ơi, ngăn thì tin dâu ghê, nó hai lửa mà nó thắt bính thì hai cục hai bên đi bà. Nhìn cũng được lắm. Nhìn cũng được lắm chứ. Nhưng cái 18 á. Bảo đang dắt người phụ nữ quyền lực ra tới kìa. Rồi cho nước dừa vô sư mẫu ơi. Này nước dừa thiệt không hay là dừa trái hay dừa lâu? Nước dừa trái. Thiệt luôn hả? Mua ta chặt sẵn á. Ở mà đang nghi ngờ lắm bạn ơi. Mày đậu đâu mày? Chưa biết nước dừa lâu hả? Ừ, làm món nhỏ nhỏ bằng cái chảo nhỏ xíu thôi mà để cho một lu nước dừa đó. Có pha thêm nước dừa lu vô nữa hả? Này là nước dừa lu chấm cấm đó. Ừ, này đến chính là không có ấy đâu. Cái này là nước dừa gặt gì đó, cái này là nước dừa lu. Sao người ta thiệt tình không dán ngoại năm nay ngoại ăn tết lớn nè ba mà con nghe giang hồ đồn năm nay ngoại ăn tết lớn dữ lắm luôn, tết đùng đùng gầm gầm luôn mà. Không nghe giang hồ đồn là bán hầm ngà lóc cá lóc củ của sủ là sao ta nó đó nó đó nó đó nó lỗ mới đầu giá cá lỗ quá là ít ghẻ quá sợ lỗ củ sủ nó thừa tao giờ này giá cá lên cái nhờ tao. Hết đỡ thừa tao rồi. Tiền lời thì tao lấy. Lỗ đó thừa tao.
giờ lời thì tao lấy. Đúng rồi. Nó đem lên thân thoát. Có cái như cái hũ lô rồi sao mà liên xô cái bằng cái bự cái bự mấy cái bằng mấy hai cái kia nó bằng vừa. Ông Năm ổng đem ra mặt em ổng sửa lại. Quần áo lúc đó còn hả? Hả? Áo lúc đó còn hả? Đâu có ba bự ngoài kìa, ông mốt đem lốt. Ai cặn ấy bạn trả cho ta đi trời. Cho gì đâu dựng mà về cái món đem lốt. Hả? Bà biết mai bà đạp. Quá trời bự luôn mà. Cái bà bên nào kia bà tư bà ra bà tư mới gảnh mà kia bà đạp lại. Cái đó bây giờ ông sửa mai đạp lại cho người ta. Thiệt, bự quá rồi, sao tao bạn? Bự cho tôi vậy cái gì? Không quấn, 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 chút nóng trời. Trời ơi, nhóc hết trơn kìa. Trời ơi, trời, con kia biết rồi đó. Không quấn, cái mạnh vậy? Tao chịu quy. Cho tao đi. Nhưng mà... Bà lo, bà chăm sóc cái nồi thịt heo kho tới gì? Nấu chao của bà kìa. Nó nói người ta quay phim thì cũng làm việc nhau hàng ở đó mà bấm điện thoại cũng hơi kỳ kỳ à. Bạn có biết không, bữa nay con Hằng là bỏ cửa hàng mà chỉ vì món heo quay nấu chao thôi đó. Đúng không chợ? Phải không? Phải không? Sao à? Ừ. Gì hả? Hả? Ừ. Dưới dưới cái mũi này. Phái phái phái. Nó phái rồi ba bạn, còn nó phái rồi vậy. Phái rồi phái. Đó nó có dưới cái mũi nó phái lắm bạn. Dưới gì nhẹ từ 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 bỏ phái và để yên hoài à. Ừ giờ con biết con chọc con hả? Chết nghe không biết bụng nè. Chọc chuột hả? Phải không? Ông coi là ba bốn mạng làm mình tôi rồi. Cái đó là tại bà chứ bộ. Cái nhà mình đứng luôn, có bạn gì em nói luôn. Thằng có mẹ chưa, út đi chợ gì mấy mặn nữa. Có nhờ chị bà mới được đắm tơ bà ăn. Ừ. Bà mới được đắm. Kỳ mấy luôn á. Nói chung là chiều nay bà làm màu bén với ổng nữa như vậy. Ồ, chiều nay bán đây là. À, người phụ nữ quyền lực. Sáng giờ con cháu không mua đồ ăn cho ngoại gì vậy? Để giờ, ghế nè. Ờ, ngoại đừng có bán cho con ngăn, nó không trả tiền ngoại đâu. Thiệt. Nó nói con ngoại. Nó nói là thường, nó nói là ngoại thương nói lắm. Mà ngoại không có lấy tiền nữa đâu. À, nó nói bà Tư quay phim thì cũng mới ăn ăn chứ không phải mời cái nhà ăn tiếng chứ trời ăn không lầm lầm. Giờ vậy mới gọi là không khí ngày Tết chứ trời, như gầm gầm đùng đùng nữa không? Mình làm gì cái bắt đầu ăn hay là mất cái gì cái nó quay. Ừ, chỉ ra con ngăn nãy giờ nó đang thầm thầm thì nó hơi tiếc bạn, nó nói là ít gần phải 1-2 ngày nữa có ăn thêm cái tiệc nữa rồi. Google bể kèo rồi ăn một tiệc bữa nay. Dạ. Mới đầu thì con cũng định mai mốt gì đó mở tiệc tất niên của con là ngoài trong nhà ngoại á. Nhưng mà củ sủ với con Huệ của bạn nó dạo này Tết cũng gần tới rồi, ai cũng bận bịu um lum á. Nên là gom lại làm tiệc bữa nay thôi. Ông để cái mùng ha, ông bắt đầu ông khai trương đó. Trời ơi trời. Bởi vì ai cũng bận bịu trơn bạn, mình thôi gom lại tiệc bữa nay à. Dạ, bắt đầu con Hải con muốn dặn củ sủ còn cậu Năm còn con heo đó. Còn lẫn con đó dặn cậu Năm luôn. Không ăn thịt heo hả? Nên bể kế hoạch rồi, không muốn heo để cậu Năm bán ngay đi. Phải người phụ nữ quyền lực có khác không bạn? Quyền lực là phải vậy, ngồi coi con cháu đứa nào làm được, nhanh tay lẹ chân rồi tao chấm điểm. Tết thì tao biết tao lì xì này nọ. Năm nay ngoại phát đại. Ăn tết lớn mà.
cái hầm cá lóc là của tao. Đó là ngoài nó mang cầu hầm ngoài đó lại đây ngoài đi ngoài cho ăn cá lóc bò la kìa. Cho có hai người có mình tao với mày à, lập hôm nay cũng không có luôn. Cho hai người lớn hả? Kinh tế thị trường khó khăn mà. Không, mà nói qua nói lại là bữa nay con ngăn nó xuống đây là nó từ lời tới lời nha. Thứ nhất là được ăn, thứ hai là được làm móng mấy bà này kiếm tiền nữa nè. Mà Tết với cái chặt gấp 3 lần. Ờ hỏi giá trước nha, kìa kỹ mới làm nha. Ờ, nhà mình hồi mấy bà này là nhà mình nói trước đó. Làm sao mà cắn khúc à? Bây giờ ta có con trai rồi, nên trai trước người đó là biết rồi, tay cầm kéo là gặp cái gì cũng cầm kéo vô vậy á. Ở ngoài đó là hai cha con chạy ghê đó bạn. Mình cũng thường quay á, lâu lâu đi văn cầu với ông Tám đó. Nó chạy dưới đó, bắt đầu nó phóng xuống, nó lặn, nó hỏi hơi. Chủ yếu là chạy của đó, mình chụp vô mấy cái gốc cây, mấy cái hầm rồi đó, để cá nó cứ ngủ trong đó đó, mình thổi hơi cho con cá nó sợ á, nó hoảng loạn nó tung vô chài á. Còn xa xa đằng kia là ghe cá của chú, ghe cá gánh cá sáng giờ chuẩn bị về tới vậy đó. Giờ này cũng khá là trưa, cũng 1 giờ rồi. Anh thằng ơi trời, nãy giờ đây ngồi đợi buổi trời cho nó ngồi nhậu chảnh gì trời. Đúng thì dân chơi không sợ mưa rơi chứ. Ở đây ta ngồi ta đợi ngủ trời chạy ghe chạy ngủ trời tới. Chúng ta nhìn trên đó vừa bắt cá xong thì nó nhậu trên đó, nó kêu bạn coi là thứ gì chịu nổi không. Chạy đâu luôn rồi? Lại mới thánh được chứ. Nhậu kìa, chúng Năm với Thôn nó mới đưa lon bia lên cụm cụm gì kìa. Con Năm nữa kìa. Đúng là lầy của chữ lầy luôn. Tết mà. Chắc ai đâu còn bia gì vậy? Mới đẩy mới có bia nhậu chảnh chứ. Thánh thần thiên đụng ôi. Chạy cái ghe nhìn thấy ở mẫu ba mày tới đây cũng cái nửa tiếng hồ hơn á. Ủa cái bụng mày làm gì bự chứ hố không? Bụng mày làm ở bự. Đúng lầy của chứ lầy chứ. Đó để vô này để đâu rồi. Để thôi chứ anh cũng lè. Trời ơi, về đâu muốn gà muốn thóc hở 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 gần trời. Vậy hết một hộp luôn rồi đó hả? Trời ơi. Mới thấy khùm khùm xuống thấy một cọc gì xanh xanh đó nha. Bên xe nó lấy thùng, bên này lấy thùng.
nó qua nó lại là hết thùng rồi đó chú nào. Chữa hả? 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 Trời ơi sư phụ nó bàn ra nó đổi chữa làm gì. Sư phụ nó bàn ra nó đổi chữa. Nó tự nó xử lý luôn mà. Nó tiên bố rồi. Đổi chữa không? Nó nói không có sư phụ có đổi chữa. Tự trời ơi bia mà bia ướp lạnh luôn có ghê chứ. Giao cho cá cho xe đông lạnh mà làm gì không có đá, đá là bao. Không. Đâu chỗ có nào chở quá xuống xuống lớn này. Nghèo. Đó không giống. Đâu chỗ kêu ba chờ đâu chỗ. Bữa nay đội trưởng ở nhà đậu phó theo quản lý hết luôn hả? Đó đội trưởng. Có ai bằng bộ đồ đồ nón lá ta? Thầy ơi thiếu năm ghe thôn xuống nào chạy? Sao sáng giờ không thấy? À. À. Rồi à, mấy chị em mà cũng đang chuẩn bị sắp đồ ăn ra chuẩn bị chiến đấu được rồi. Đây sư mẫu đang làm chả lụa nem niết gì nè. Còn trên đây nữa thì thêm cái lươn lát cách nữa. Hùng cũng đang rửa tôm chuẩn bị nướng. Quá trời quá đắt tất niên nè. 2 trong 1 nhập lại bởi vì nó làm đình đám quá. Đây nước ngọt Coca-Cola. Sao thấy nói chân sư mẫu này tết lớn không à, xin phỏng vấn sư mẫu rồi sao sư mẫu buồn hiu và im re vậy? Ăn thử miếng chả gần dính hột tiêu luôn, cay muốn xé ăn mắt nữa. Gần tới tết mà, tết mà. Tâm mười còn nấu nữa biết được hổ. Tết mà. Tết mà. Tết mà. Biết sao cay xé lưỡi rồi chưa? Đó, Hùng đang làm tôm nè, không rửa sạch sẽ đẹp đẽ con ghê. Ủa, tôm mắt à. Mà không có nhận coi tôm càng xanh dữ thằng ôn mày. Hôm này, này nó thuốc tôm, nó thuốc thuốc mạnh lắm, sao tôm nhiều dữ chứ. Ủa, càng xanh con nặng nấy, bạn ơi, mừng mỡ, muốn chọc không. Còn đây bà Tư xinh đẹp, bà Tư xinh đẹp cũng đang nhóm lửa. Nay phỏng vấn bà Tư xinh đẹp và chuẩn bị Tết rồi, năm nay Tết lớn không bà Tư? Lớn là đùng đùng không? Sao rồi nó mới chịu à. Chuẩn bị tới Tết mà bà Tư xinh đẹp mấy ngày nay bà bị bò giặt bạn. Bà đi bác sĩ miết luôn. Bà ăn bò ở đâu mà giặt? Bà ăn bò mới dưỡng chứ. Không. Vậy hả? Sao ngộ hả? Đây bà Tư xinh đẹp cũng đang nướng tôm nè. Nhiều xô luôn bà luôn. Quá trời quá đất. Đâu rồi, đâu rồi, mấy bà bưng mâm quả chạy bàn đâu mất tiêu rồi, mới quay phim đâu mất tiêu trời ơi. Mới qua được ai, thấy mới hai ba dĩa mà. Ờ, băng đầm đồ vô. Cái này khỏi cần thuốc tôm nổi đầu lên lụm luôn à. Rồi bữa nay có la xét la xẹt luôn đầy đủ ha, mặn rồi ổi rồi luôn. Nó nào vậy? Dạo này đó ông ở miền Tây mình ăn cũng theo kiểu phương Tây đó mà ăn xong mới có la xét.
Trời ơi, công nhận tôm của bà Tư má nướng mà kia mình cũng đây mới thơm trời. Ừ, thơm thiệt các bạn, thơm nực nồng tới đây luôn á. Tôm nướng á. Gì sư mẫu kiếm chuyện hoài, sư mẫu sáng giờ thấy bà chữ thầy nhiều lắm nha sư mẫu. Buồn buồn chữ thầy chơi. Đó, nhân vật thứ dữ vô nó kìa. Đó, cứng khừ đó. Ông tám xuống bạn ơi. Bà năm xuống hả? Bà tám xuống xuống hả? Ủa nữa. Không nữa. Ừ, cái đó luôn đó, chứ xịn mới sốc không đụng hàng xong tiền. Ừ, cỡ đó đó. Qua năm là anh hai mình chơi là quá hấp dẫn, quá hấp dẫn bạn ơi. Ngồi bén không đó. Mình mới hỏi ông Tám là năm nay ta có ăn Tết không, là ta ổng không ăn Tết, bạn ổng tha lưới, ổng tha câu nữa đó. Ổng bào tiền nữa. Ổng bào quanh năm luôn. Khỏi ra chương luôn hả? Thấy mặn thấy không? Cái gì ăn nhậu chứ nói về cánh mày gâu nó ăn nhậu thấy hơi xiên ra không? Tại cái thùng ốp bia rồi sao mà nó đá lủng như miếng nước chảy tàu to, tại chảy nước nó chảy quá trời. Rồi ra đi, ra đi. Dẫn cái rồi, dẫn cái rồi. Cậu bên đây nè, bên đây chưa ai ngồi nè, trống nè. Vừa tới cởi áo ra chuẩn bị bào á bà ơi. Phải tranh thủ dữ đó hả? Bởi bữa nó căng quá, nó kì căng lại mình ăn nó không được nhiều quá không? Bia này bia lăng xe mà. Ờ giờ bữa nay món lương phụ nữ không ăn lương chân á. Điện thoại ai, điện thoại ai, điện thoại có ai? Không, không. Mày ăn, mày ăn. Mày đó,
Bắt học rồi vô tao hãy cũng không 5-10 lon rồi đó. Chào bác Biểu, cậu nghĩ bà sao hạnh phúc? Tôm lên nước ngọt không? Ngon. Ê, cặn rồi. Trời ơi, cặn rồi, ngon. Ủa gì ở đây không có gì tôm nha. Ủa ăn cả cho nè. Thôi lên ăn lương đi. Không ăn tôm đây nè. Nè, có bia phải không? Mấy tay đúng bia phải không? Rồi Happy New Year luôn. Vô. Vô. Tết mà, Tết mà. Tính dọn trước nữa mà thôi, dọn dùm chung luôn cho vui. Đổ bia luôn coi nè, đủ loại trơn không, đầy đủ luôn, hai thùng lận, thùng đó với thùng nè, bữa nay là hết biết gì nhà chắc luôn, thùng thùng kết kết nè, quá trời quá đắt à. Ừ, mà thấy tầng tầng lớp lớp dưới không, thứ gì chịu nổi dạng này thì chết. Gì sao mạo mà chớ cũ có nhổ cụ ly tết mà, tết mà, tết mà, hai ba vô mì gì ấy ăn là gì nè, chỗ con beo mắc dữ bển rồi. Ồ, nó qua nó lại nãy giờ bà mở đàn ông hồ xèo quá, mình mụ nữ cũng phải cụng ly cấp cấp có không chào mà tết mà trời. Ừ, tết mà đừng clip với đàn ông chứ. Vô không đàn ông kia clip luôn không. Hả? Trời ơi, ngồi kiểu bá đạo vậy hả? Quá. Nhiều không? Thật vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ăn thích là ra đây là lấy khô cá lóc là do nướng, là cũng là mồi bén nè các bạn nè. Vì trong nước có khác mà mồi thì bao la. Cái gì mà cái sớm nhà lá hôm nay xôn xao quá nha. Mới đầu nó dọn một bạn đây với một bạn phía ngoài bạn, nhưng mà có cái là thôi gom lại vậy nè cho nó đông vui. Ý lòng cánh đập nổi là ăn cái gì phải không? Nói lại bà cũng tưởng đồng nhưng bà cũng trộn trong hẹp đó. Ở cái cụng ly kết thúc clip luôn. Cụ chậu ơi, cụng ly lên cái kết thúc clip luôn. 1, 2, 3 vô. Quả Tết mà. Sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cô dì, chú bác, anh chị và các bạn cũng nhân dịp năm mới nè, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài nha. Thì mới ban đầu thì quyết định làm một tiệc này các bạn, rồi một mai mốt gì đó mình mới là mở tiệc, thêm một tiệc tết niên ở trong nhà bà ngoại nữa. Nhưng mấy anh em đây cũng bạn nhau rồi, nói bây giờ cũng còn mấy ngày nữa tới tết rồi nên cũng bận công việc tùm lum tùm la đó, nhà cửa các kiểu, gom lại hai tiệc thành một tiệc thôi. Bữa nay đông vui quá, tập trung dân võ bá quan luôn. Ông hai mới lên tới kìa, ông hai là nuôi bè cá trên kia các bạn, mình cũng thường quay clip đó lâu lâu, lúc trước bữa nay mình cũng thường giăng lưới vào bè trên bè của ông hai nè. Cũng mới xuống tới à. À, chào cả nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha. Hôm nay cũng nhân dịp là tổ chức bữa tết niên, mấy anh em làng bè đây vui quá trời vui các bạn ơi. À, chào cả nhà nha.